lưỡng mật sợ loài nào nhất? Lưỡng mật không sợ cả linh cẩu, sư tử hay báo đốm. Lưỡng còn kháng được nọc độc của rắn. Vậy loài nào có thể làm cho lưỡng mật run sợ? Câu trả lời đó là cá sấu. Khi bị cá sấu tấn công thì khá lưỡng hầu như không có cơ hội trốn thoát. Cá sấu được coi là khắc tinh số 1 của lưỡng mật vì khi xuống nước thì những khả năng chiến đấu của chúng gần như mất tác dụng. Cá sấu với lực cắn cực mạnh, thân hình to lớn, bộ da cá sấu như bộ giáp bảo vệ trước mọi kẻ thù thì con lưỡng mật gần như không có cơ hội khi đối đầu với cá sấu. Lúc lưỡng mật xuống uống nước với bản tính không biết sợ thì sẽ trở thành miếng mồi cho cá sấu.